Xin Thầy giải thích, tiếng Pháp trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh, tiếng đi khắp chốn khắp nơi, nhưng trong Pháp tánh không đời mất đi. Nếu như tiếng phát lại thì, tiếng trong như nước cũng y ban đầu. Dừng tưởng tiếng nói ban đầu, chỗ này không có mất đâu bao giờ. Xin Thầy này giải thích cái bài kệ này ạ. Cái này là cái pháp sử dụng cái tiếng nói nè. Bây giờ cái tiếng nói giờ mà chú ngồi đây chú nói ra thì tưởng đâu tôi nói là mất chứ thật nó cũng trở lại đây thôi. Giống như cái bây giờ khoa học nó văn minh rồi mới đưa cái điện là mình xài đó, mình tưởng đâu là nó xài nó mất chứ không phải cái dynamo nó quay ra đây nó cháy gì thì cái kia nó quay nó phát lại thì nó cũng hút trở lại, bởi vì thế nó có sợi dây nóng gì nguội thì nó lấy trong cái sự mạ sát này nó mới ra cái điện thôi, nó cũng nằm ở trong này thôi, nó đi đâu. Thì tiếng nói của mình cũng vậy, nói rồi thì nó đi ra chứ nó cũng ở trong này. Thì bây giờ thí dụ một cái mà trước mắt cho mình lại thấy không khí này nó ở đâu, nó trước mặt mình đây, hít vô rồi thở ra nó đi đâu, thì cũng thở ra chạy vô nhưng mà được cái chu kỳ nó vòng lớn hơn thôi. Thấy không? Mình hít theo không khí đây, mình thở đây thì nó cũng nằm trong không khí rồi mình cũng hút vô, đi ra vô. Vì thế mà tiếng nói mình nói đây nó cũng vậy, nói ra rồi nó ra, nó rồi nó cũng đã vô chứ chạy đi đâu. Đó. Vì thế mà Đức Phật ông mới nói là tướng nước khi đã vượt lên, lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn. Tất cả tứ đại cũng luôn ở trong tánh nguồn chạy khắp mọi nơi. Chạy khắp bao nó cũng trả lời. Khi vào tam giới rộng trôi bị hút vật lý luân hồi chuyển đi. Khi vào tam giới vô đây rồi nó bị hút vật lý là đi theo cái luân hồi. Phải không? Không khí nó cũng vàng bạc trong không khí. Đất nó cũng vậy. Mình trồng cái cây, mình ăn trái cây rồi nó đi ra cái cây nó cũng đi vòng vòng trong trái đất đi đâu. Có nghĩa là mình ăn trái cây là mình ăn đất. Rồi xong mình trả lại cho đất. Thì đất nó lại quay ra cho mình. Nó là cái dòng luân hồi của nó vậy. Thì đất, nước, gió, lửa, điện nó cũng vậy. Điện bây giờ mới thấy điện nó sáng đầy chứ sự thật nó nào đâu có đâu giải đâu. Nó phải chạy lại đằng kia, nó hút lại, nó đẩy ra nữa. Thấy không? Nó thành ra cái câu ai để ý trong cái câu mà 80 của Đức Phật dạy trong bể tánh thanh tịnh, câu đó rất hay. Nói cái câu đó là biết cách tu thiền tông rồi đó. Nói một bài 80 câu đó thôi. Biết cách tu thiền tông rồi. Nếu biết, thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi.